gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam. Đông triều kết tinh linh khí đất Phật trời Nam. Khi linh khí ngàn năm hội tụ, con người và đất đai gắn bó nương tựa vào nhau. Đó là khoảnh khắc thăng hoa của sự sống. Có một miền đất yên bình, hài hòa giữa nhịp sống của hiện đại và dòng chảy hào hùng của lịch sử. Đó là Đông triều, vùng đất đệ tứ chiến khu, địa linh nhân kiệt, là kết tinh linh khí đất Phật trời Nam. Đầu năm 2009, tại xã Tràng An, huyện Đông Triều, nay chính là thị xã Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh, nhà máy gạch ngói cao cấp Đông Triều thuộc công ty cổ phần gốm đất Việt được khởi công xây dựng. Chưa đầy một năm sau, ngày 25 tháng 1, 2010, sản phẩm do nhà máy sản xuất với thương hiệu Cotto gốm đất Việt đã được ra mắt, hòa nhập thị trường nội địa. Tiếp nối dòng chảy phát triển đó, ngày 26 tháng 3, 2010, nhà máy gạch ngói cao cấp Tràng An sát cạnh nhà máy gạch ngói cao cấp Đông Triều thuộc công ty cổ phần gạch ngói gốm đất Việt được khởi công xây dựng cho đến đầu tháng 1, 2011 hoàn thành. Từ đây, dòng sản phẩm ngói lợp truyền thống, ngói cổ phục chế, ngói lợp đình chùa miếu mạo cùng sản phẩm Cotto nâng thương hiệu gốm đất Việt lên tầm cao mới. Và ngày 1 tháng 1, 2018, công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu gốm đất Việt đi vào hoạt động, phục vụ tiêu thụ sản phẩm của hai nhà sản xuất gốm đất Việt, góp phần đưa thương hiệu gạch ngói gốm đất Việt vươn rộng trên thị trường trong nước và quốc tế. Gốm đất Việt, nơi hội tụ trầm tích địa chất, trầm tích văn hóa. Như vậy, gốm đất Việt, cái tên chung gọi tắt gồm hai nhà sản xuất, một công ty kinh doanh hình thành, tạo thế kiêng chân vạc, cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tầm chuyên nghiệp, tuy hạch toán độc lập nhưng lại phối hợp nhuần nhuyễn và hỗ trợ nhau, nâng tầm thương hiệu ngày một lên cao, luôn xứng đáng là niềm tự hào của Đông Triều nói riêng và của thương hiệu Việt nói chung. Thương hiệu thuần Việt gốm đất Việt được dẫn dắt bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị là anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung số 1 Việt Nam cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Cùng chung một cố vấn Hội đồng Quản trị là ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, vốn được coi là Việt Nam thu nhỏ. Ông Đồng Đức Chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần gốm đất Việt. Ông Nguyễn Quang Toàn, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần gạch ngói đất Việt. Ông Nguyễn Quang Trung, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu gốm đất Việt. Cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân chủ chốt các nhà máy, phòng ban, phân xưởng sản xuất, kinh doanh đa phần trải qua khổ luyện, trưởng thành từ Viglacera Hạ Long. Đó là những người con sinh ra từ mảnh đất có bề dày lịch sử, luôn cần cù trong lao động, sáng tạo, mạnh mẽ đổi mới tư duy kỹ thuật và công nghệ. Đồng thời, với tinh thần đoàn kết kỷ luật đồng tâm, nên mọi hoạt động kinh doanh sản xuất của gốm đất Việt luôn đạt được mục tiêu cao nhất. Sinh ra từ vùng đất trầm tích, mỗi con người nơi đó vẫn đang ngày đêm miệt mài dựng xây một dấu ấn văn hóa riêng, tiếp nối nền văn hóa ngàn đời thăng trầm trong lịch sử. Tại vùng đất Đông Triều, trầm tích địa chất lâu đời đã dưỡng nuôi nên trầm tích văn hóa ngàn năm. Những kỹ sư chuyên gia luôn nỗ lực tìm tòi sáng tạo, những người công nhân luôn cần cù đoàn kết, những cán bộ công nhân viên luôn hết mình vì tập thể và tuân thủ kỷ luật, đồng tâm đậm nét tiên phong của giai cấp công nhân vùng mỏ anh hùng. Tất cả đã tạo nên một văn hóa rất riêng của gốm đất Việt, luôn đem lợi ích chung và lợi ích của khách hàng đối tác đặt lên hàng đầu, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng đối tác với tinh thần phục vụ tốt nhất. Gốm đất Việt, tinh hoa công nghệ Việt. Với mục tiêu đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất và đẹp nhất, mang tinh hoa và linh khí dân tộc vào trong từng đường nét góc cạnh, gốm đất Việt chủ trương tập trung nâng cao công nghệ sản xuất và gia công, đem những thành tựu công nghệ hiện đại hàng đầu áp dụng vào dây chuyền sản xuất. Công ty cổ phần gốm đất Việt có hệ thống gia công nguyên liệu, tạo hình sản phẩm gạch Cotto hoàn toàn nhập ngoại từ châu Âu.
đặc biệt máy nhào đùn liên hợp chế tạo từ Cộng hòa Liên bang Đức, công suất 3 triệu m², quy tiêu chuẩn trên một năm, lớn nhất Việt Nam. Thiết bị vào hộp, đóng gói sản phẩm tự động hoàn toàn do nhóm tiến sĩ kỹ sư Việt Nam sáng chế. Robot bốc xếp thành phẩm Nhật Bản chế tạo. Có thể nói, gốm đất Việt đã có một nền tảng công nghệ sản xuất hoàn hảo. Cơ giới hóa, tự động hóa từ gia công nguyên liệu đến thành phẩm nhập kho, lên đến các phương tiện vận chuyển, đến tận chân công trình và người tiêu dùng ở mọi miền Tổ quốc. Bên cạnh đó, công ty cổ phần gạch ngói đất Việt cũng luôn tự hào về tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên nội bộ. Chính họ đã tìm tòi nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nghiền khô, cày, phơi, vằm, nghiền đất khô thành bột cùng phối liệu để sản xuất ra các dòng sản phẩm ngói lợp. Đây là bước đột phá đầu tiên ở Việt Nam. Bởi hiện nay ở Việt Nam, hoạt động sản xuất ngói lợp nung trong lò nung tuy nen đều được gia công nguyên liệu theo công nghệ ướt, đất sét qua phong hóa tự nhiên, sau đó được tưới ẩm, rồi dẫn tới các bước sản xuất tiếp theo. Các sản phẩm ngói lợp cổ phục chế gốm đất Việt đều được gia công trên máy dập cát Pavia tự động, nên có độ mịn chắc cao hơn, chất lượng hơn hẳn các đơn vị khác sản xuất trên máy dập thủ công cát Pavia bằng tay. Ngói trắng men gốm đất Việt dẫn đầu cả nước, đó là men được phun trên bề mặt sản phẩm mộc bằng thiết bị hiện đại, tự sấy khô rồi chuyển xếp vào nung trong lò tuy nen 1200 độ C. Đây là lò nung tuy nen có kỹ thuật tiên tiến hiện đại hàng đầu Việt Nam. Vì vậy, thành phẩm đầu ra lò có độ bám men thẩm thấu sâu, độ bóng bền vĩnh cửu, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như công trình dân dụng hay đền thờ miếu mạo, phong thủy, tâm linh, v.v. Nhóm sản phẩm gạch xây mang thương hiệu gốm đất Việt cũng được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Nguyên liệu đầu vào sẽ được chạy qua máy nghiền sa luân công nghệ châu Âu, rồi qua máy cán thô, cán mịn vào máy nhào 2 trục số 1, máy nhào 2 trục số 2, rồi vào máy nhào đùn liên hợp công suất lớn do nhà sản xuất lớn hàng đầu Trung Quốc chế tạo. Cuối cùng là robot chế tạo từ Nhật Bản, bốc sản phẩm vào pallet, chuyển sấy nung với nhiều công đoạn cơ giới, cơ khí hóa, tự động hóa. Công ty cổ phần gạch ngói đất Việt cho đến nay đã trở thành nhà sản xuất ngói lợp, gạch xây nung trong lò nung tuy nen tiên tiến hiện đại hàng đầu Việt Nam. Đất quý làm nên niềm tự hào đất sét nung Việt Nam. Vùng đất trầm tích địa chất ngàn năm đông triều đã ưu ái ban tặng cho gốm đất Việt nguồn đất sét quý giá để làm nên những sản phẩm đại biểu cho niềm tự hào đất sét nung Việt Nam, gốm đất Việt. Nguồn nguyên liệu mỏ sét của gốm đất Việt trải dài trên một vùng núi đồi trùng điệp rộng tới hơn 31 hectare, có trữ lượng lớn, siêu sạch, giàu hàm lượng oxit sắt và nằm cận kề ngay cạnh hai nhà máy, là kho tàng báu vật của đất mẹ thiên nhiên gửi gắm cho con người đông triều. Thêm vào đó, gốm đất Việt còn tận thu thêm cả nguồn sét hồ đập làng với diện tích trên 10 hectare. Tổng sản lượng sét nguyên liệu này đủ cung cấp cho cả hai nhà máy sản xuất ổn định nhiều năm liên tục. Với nguồn lực cán bộ, công nhân viên đa phần trẻ trung, năng động, yêu nghề, kỷ luật, đồng tâm, đi lên từ truyền thống văn hóa giai cấp công nhân vùng mỏ anh hùng. Lợi thế về công nghệ dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại, cùng trữ lượng nguyên liệu dồi dào, chất lượng hàng đầu, gốm đất Việt đã cho ra đời những dòng sản phẩm đất sét nung xứng tầm thương hiệu quốc gia và quốc tế với hơn 45 loại sản phẩm. Trong đó có các sản phẩm chủ đạo phải kể đến như gạch cốt tô lát nền 300 x 300mm, 400 x 400mm, 500 x 500mm, gạch cốt tô ốp tường, tấm ốp Hàn Quốc kích thước 300 x 600mm, 300 x 900mm, 300 x 1200mm. Ngói lợp
22 viên trên mét vuông, mắc xây kiểu Pháp. Ngói mũi hài, ngói vầy cá, ngói cổ phục chế. Tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, có công nghệ sản xuất hiện đại và đảm bảo cho chất lượng của mọi công trình. Độ hút nước thấp, tải trọng bão hòa dưới mức cho phép, cường độ chịu nén uốn cao, âm thanh trong chắc. Màu sắc đặc trưng gốm đất Việt. Nhóm gạch xây có độ rỗng, cách âm, cách nhiệt tốt, kích thước tiêu chuẩn Việt Nam, cường độ kháng nén cao. Để nhận biết tính năng vượt trội sản phẩm gốm đất Việt, người tiêu dùng có thể dùng các phương thức đơn giản mà vẫn có độ chính xác cao như mai sản phẩm vào nhau, nhúng sản phẩm vào nước, trượt thanh kim loại trên bề mặt sản phẩm, cưa cắt sản phẩm, gõ sản phẩm, nghe âm thanh. Công ty gốm đất Việt sẵn sàng cấp chứng chỉ xác nhận cường lực, kháng uốn, độ chịu va đập, độ bền băng giá do các bộ ban ngành cấp để đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm và giúp người tiêu dùng thêm an tâm khi sử dụng cho các công trình đẹp bền vững tương lai. Hơn một thập kỷ tham gia vào quá trình sản xuất, sản phẩm gốm đất Việt cho đến nay đã vươn xa trên mọi miền Tổ quốc, từ khách sạn Resort 6 sao tại Phú Quốc, khách sạn 6 sao đầu tiên của Việt Nam, công trình nhà làm việc của tập đoàn Tôn Hoa Sen, đến đình làng đảo Trường Sa, khu phố mới, phố cổ Hội An, khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, thành phố giao lưu tại Hà Nội, khu biệt thự Dabaco thành phố Bắc Ninh, khu nhà ở cao cấp Việt Nam thu nhỏ Hạ Long Marina, khách sạn 5 sao Cát Bà, các công trình tâm linh như chùa Ba Vàng, chùa Yên Tử, chùa Ngoạ Vân Quảng Ninh, chùa Bái Đính và nhiều công trình sang trọng khác trong cả nước. Sản phẩm gốm đất Việt cũng đã có mặt khắp 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hiện diện tại chính những công trình nguy nga tráng lệ như Cung điện Hoàng gia Malaysia, Cung điện Hoàng gia Campuchia, Nhà thờ Bác Hồ ở Thái Lan, nhà làm việc của tập đoàn Hàn Quốc, v.v. và là niềm tự hào của đất sét nung Việt Nam. Gốm đất Việt, tình đất tình người, tinh hoa hội tụ. Gốm đất Việt là sự hội tụ tinh hoa giữa tình đất và tình người. Những con người sống gắn liền và lắng nghe từng nhịp thở của đất. Đất cống hiến và ôm trọn tương lai của con người. Đó chính là sự hài hòa nơi miền đất đông triều, địa linh nhân kiệt. Từ mảnh đất ấy, thương hiệu gốm đất Việt đã vươn rộng mỗi ngày, đã làm nên lịch sử phát triển qua nhiều năm qua. Sức lan tỏa mạnh mẽ này thuộc về hệ thống gần 2.000 nhà phân phối cấp 1, cấp 2, cùng các phương tiện thông tin đại chúng, bạn bè xa gần, trong, ngoài nước tiếp sức. BIM Group là một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, tập trung đầu tư vào 4 lĩnh vực là phát triển bất động sản, phát triển nông nghiệp và năng lượng tái tạo và thương mại dịch vụ. Chúng tôi cũng có dịp được phối hợp với gốm đất Việt từ năm 2012 tại cái dự án Việt Nam thu nhỏ gọi là Lerô Việt Nam. Và qua cái dự án đầu tiên này thì chúng tôi rất là hài lòng với cái chất lượng dịch vụ và sản phẩm của gốm đất Việt. Và từ đó thì BIM có sử dụng cái sản phẩm của gốm đất Việt tại nhiều công trình khác nữa. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì BIM có phát triển tổ hợp Resort 6 sao Region Phú Quốc. Dự kiến đây sẽ là một cái tổ hợp resort được phát triển với những cái tiêu chuẩn cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Qua đó thì chúng tôi có ký hợp đồng cung ứng 1,2 triệu viên ngòi trắng men với gốm đất Việt với cái tiến độ là 8 tháng. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được toàn bộ cái số sản phẩm với cái chất lượng rất là cao. Và đặc biệt là với cái tiến độ là sớm so với hợp đồng là 1,5 tháng. Chúng tôi rất là muốn cảm ơn tới ban lãnh đạo gốm đất Việt đã luôn luôn đồng hành với chúng tôi tại nhiều dự án và luôn luôn duy trì một cái mức độ sản phẩm đồng đều cũng như là những cái với cái chất lượng dịch vụ rất là tốt. Với chính sách bán hàng năng động, hợp tác vì nhau cùng có lợi, phân chia thị trường, giúp các nhà phân phối tự chủ giá bán, cam kết phối hợp khi chung thị trường, đan xen thị trường và quan tâm chăm sóc chia sẻ lợi ích cùng các nhà phân phối cấp 2. Chi hội trưởng,
chi hội phó các vùng miền làm cầu nối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên. Gốm đất Việt luôn cam kết chất lượng sản phẩm cao nhất, tích cực triển khai nhóm dịch vụ hậu mãi khách hàng. Vì vậy, sản phẩm gốm đất Việt được người tiêu dùng ngày một tin tưởng, các hiệp hội, tổ chức, ngành nghề đánh giá rất cao. Chúng tôi đến với công ty cổ phần gốm đất Việt và được xuống tham quan dưới các nhà máy sản xuất. Ở đây môi trường làm việc rất sạch, máy móc hiện đại, gạch ngói màu rất đẹp. Chúng tôi mong muốn hợp tác làm nhà phân phối sản phẩm của gốm đất Việt tại Đài Loan, để nhiều khách hàng Đài Loan chúng tôi biết đến sản phẩm gạch ngói, gốm đất Việt không rêu mốc của Việt Nam. Những năm qua, gốm đất Việt tự hào được trao các giải thưởng danh giá như 3 lần đạt giải sao vàng đất Việt năm 2012, năm 2015, năm 2018. Giải thưởng sao đỏ năm 2014, giải bạc chất lượng quốc gia năm 2016, giải vàng chất lượng quốc gia năm 2017. Top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. Trong sự hình thành và phát triển của gốm đất Việt, với các thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, gốm đất Việt đã và đang giành được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cán bộ công nhân gốm đất Việt vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước và phu nhân, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Ngày nay, trên con đường hội nhập, cả thế giới bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Gốm đất Việt cam kết chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vững nhịp độ lao động, năng động, hăng say, luôn đổi mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, giảm chi phí, đưa ra giá bán hợp lý, phục vụ người tiêu dùng trong nước và quốc tế, xứng đáng vị thế top đầu thương hiệu đất sét nung Việt Nam, sản phẩm thương hiệu quốc gia, không rêu mốc, không mòn, không trơn trượt, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, mang đến cho người tiêu dùng sức khỏe, nhiều may mắn với vẻ đẹp công trình đậm nét Á Đông thuần Việt. Từ khi nhà máy thành lập 2010 đến nay, tôi là người phân phối đầu tiên cho các tỉnh phía Bắc. Đến nay thì sản phẩm của gốm đất Việt ngày càng hoàn thiện về độ bền, về màu sắc, về chất lượng, nhất là không rêu mốc. Và qua thời gian qua thì tôi cũng xin cảm ơn công ty đã cho tôi một điều kiện đem những sản phẩm của công ty gốm đất Việt đi các mọi miền của vùng Tây Bắc. Và cũng qua đây, chúng tôi cũng chúc cho công ty ngày càng phát triển, hoàn thiện những mẫu mã sản phẩm càng tốt hơn, đến đem đến cho mọi nhà tiêu dùng được đáp ứng theo cái nhu cầu của xã hội. Chúng tôi tự hào mang sản phẩm đất sét nung Việt Nam, thương hiệu gốm đất Việt, niềm tự hào của làng quê Việt và của người Việt trong hôm nay, ngày mai, sánh ngang tầm thế giới. Thì sau gần 10 năm phấn đấu miệt mài, không ngừng nghỉ và năng động sáng tạo của cán bộ công nhân, thì đến bây giờ chúng tôi khẳng định rằng là gốm đất Việt đã có một công nghệ tiên tiến hiện đại, ngang tầm các nước trên thế giới. Đấy là với cái sản phẩm gạch cốt tô của tượng Lan Đền. Thế còn với sản phẩm ngói lợp thì đây là khẳng định rằng là đứng đầu của ngành đất sét nung Việt Nam. Đấy là cái việc mà đổi mới về công nghệ, có nguồn nguyên liệu tốt, nguồn lực tốt, máy móc thiết bị tiên tiến, và chúng tôi đã cho ra đời cái sản phẩm là tốt nhất. Chính vì vậy mà cho nên sản phẩm của đất Việt chúng tôi đã đi khắp mọi miền đất nước, từ vùng sâu, từ vùng xa, từ biên giới đến hải đảo, và đã vào được khách sạn sang trọng nhất của Việt Nam như là khách sạn 6 sao, hay là một số cái công trình ở phố cổ Hội An, Lăng Cô Huế ở Việt Nam thu nhỏ, thành phố giao lưu ở Hà Nội, và đã xuất khẩu được sang 49 quốc gia vùng lãnh thổ cả Nam Châu. Thì đó là những cái việc bằng những cái khẳng định thương hiệu của mình, khẳng định chất lượng của mình. Và chúng tôi cam kết là đổi mới công nghệ, tiếp tục nâng cao, duy trì chất lượng sản phẩm. Và chúng tôi cam kết
là về cái tinh thần thái độ phục vụ chăm sóc khách hàng và luôn luôn đảm bảo làm hài lòng cho khách hàng ở mọi miền quê hương đất nước. Và tiếp tục là bằng năng động sáng tạo cải tiến để làm cho giá thành sản phẩm một cách hợp lý nhất, phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam, sản phẩm thương hiệu quốc gia gạch ngói không rêu mốc.